Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi lần về nhà thì em cảm giác trống vắng quá. Thắp sáng niềm tin ngày đầu năm mới 2022 sẽ chia đến quý khán giả câu chuyện vượt khó của cậu sinh viên mồ côi một mình nuôi ước mơ vào đại học. Hoàn thành được tâm nguyện của mẹ là đậu đại học, học tập tốt để trở thành một người có ích cho xã hội. Có những cái thời điểm chúng tôi nghĩ là em không thể nào vượt qua được hết, nhưng mà được sự động viên từ thầy cô, bè bạn thì bản thân em Trường đã có một cái sự nỗ lực vươn lên. Và sự cố gắng, nỗ lực đó của em đã nhận lại những quả ngọt xứng đáng. Cũng trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ gặp lại vị khách mời đặc biệt cũng sống trong cảnh cô cút bơ vơ nhưng rất giàu nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:40 thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả